Lê Khả Phát Mương, Bạc Hàn, Xã Pha, Bạc Sa Xôn, Mương Thị Sơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xã Hải Vi Thị Quyên, Hồng Châu, Mương, Mương Thị Sơn. Cùng các đồng chí đại diện cho đồng chí lãnh đạo phòng ban của huyện Kỳ Sơn, phòng đội khả nạn. Về phía đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đồn biên phòng cửa khẩu Nọng Cắn, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí trung tá Nguyễn Hồng Đức, đồn trưởng. Kiều Gáp Khang, Pháp Khang, Na Đàn, Sai Đen, Sả Côn, Nọng Cắn, Lý Gia Hải, Nguyễn Hồng Đức của Na Đàn, Sai Đen, Sả Côn, Nọng Cắn. Xin trọng giới thiệu đồng chí trung tá Trịnh Văn Quế, chính trị viên. Xã Hải Văn Thu, Trịnh Văn Quế của Nọng Cắn Mướng. Về phía đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Nọng Cắn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lầu Bá Chay, quyền ủy viên, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nọng Cắn. Kiều Gáp Khang, Pháp Khang, Đức, Khom Mương, Nọng Cắn. Lý Sa Hải, Lầu Bá Chay, Bến Bạc Than, Tạ Sơn, Nọng Cắn. Xin trọng giới thiệu đồng chí Hờ Bá Chá, Bí thư Đảng ủy xã Nọng Cắn. Xã Hải Hờ Bá Chá, Lê Cả Pháp, Tạ Sơn, Nọng Cắn. Về phía Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tạ Cạn, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vi Văn Màn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tạ Cạn. Kiều Cấp, Khăn Học Pháp, Khăn Học Đức Phong, Tạ Sơn, Tạ Cạn, Lý Sa Hải, Vi Văn Màn, Bạc Than, Tạ Sơn, Tạ Cạn. Xin trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tạ Cạn. Chào Vũ Thị Huyền, Lê Khả Sao Nùm. Về phía chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nọng Cắn, xin trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Song Nhâm, chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nọng Cắn. Kiều Cấp Khăn Khổng Phát Sĩ Khổng Đàn Xây Kênh Trả Côn Nọng Cắn, Nghi Xã Hải, Vi Văn Nhậm, Nguyễn Hồng Nhâm, Khổng Đàn Phát Sĩ. Một lần nữa xin được gửi tới các đồng chí đại biểu lời kính sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Từ nên ít với con bạn đã xả hải chung với du hẹt khẻng hành khi khẻng tăng nang du khách ngang sẵn biết nà tìm bạc tận á. Tiếp theo chương trình, xin dòng giới thiệu và kính mời đồng chí Vi Hòe, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn lên phát biểu. Tổ lai cán có nệ năm xã hải Vi Hòe, cầm bạc cam phát khẻng, lê khảo phát mương, bạc tham xả pha bạc sà xôn, mi bạc cọc cao hệt.